Hey, chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ happyphotoshop.com. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop và Lightroom hoặc là Camera Raw để chúng ta chỉnh sửa một cái bức ảnh ngược sáng. Rồi, ở đây là mình đang có một cái bộ ảnh ngược sáng. Những cái stock này của bạn Dương Thùy Dương thì các bạn có thể coi ở trong cái link mà mình để ngay phần phía dưới phần comment hoặc dưới phần description của video này nhé. Các bạn vô, các bạn tải về sẽ có cái stock raw. Rồi ok, thì ở đây thì mình đã có cái bộ này. Mình đang chỉnh trên Lightroom. Tuy nhiên là các bạn có thể mở bằng Photoshop Camera Raw thì những cái thông số chỉnh này nó y chang không khác gì cả. Ok ha. Đầu tiên thì ở đây mình sẽ reset lại, nãy mình chỉnh thử. Ok, ở đây khi mà đầu tiên á thì đa phần mình lúc nào cũng kéo xuống phía dưới này trước. Ở phía dưới này á thì mình để ý tới phần lens correction, tức là chỉnh sửa lại cái lỗi lens. Ở đây các bạn có thể thấy là khi mình check lên thì cái hình này thì nó có lưu lại cái thông tin như đây, sử dụng lens Sigma 35 1.4. Thì khi mà mình bật lên thì các bạn có thể thấy là những cái góc cạnh như thế này nó không có bị tối nữa. Tuy nhiên đối với mình nghĩ là để nó tối như vậy nó sẽ đẹp hơn, tại vì nó tạo ra cho ảnh ta một cái chiều sâu. Cho nên ở đây mình chỉ có remove chromatic aberration, tức là mình khử đi cái lỗi gọi là viền tím thôi. Rồi tiếp theo là trên cái noise reduction. Ở cái noise reduction này thì tùy cái máy thôi nha. Ví dụ như là máy này thì mình cũng chưa biết rõ là đang xài máy gì. Tuy nhiên là với như hình này thì mình cảm thấy là chúng ta không cần phải khử noise, không cần phải khử noise nhiều quá, và chỉ có cái là phải tăng cái sharpening lên để cho nó tăng cái độ nét lên, và nhớ đẩy masking lên nha, tại vì nhiều bạn cứ đẩy cái amount sharpening lên, tăng độ nét lên nhưng mà quên không có masking lại. Mình nhắc cái này rất là nhiều nhưng mà mình thấy các bạn vẫn bị quên hay sao đó, không nhớ là tại vì không để ý. Mình nói lại luôn, tại vì khi mà mình đẩy cái sharpening, amount sharpening lên á thì Lightroom nó sẽ thêm những cái texture để mà nó làm cho chúng ta có cảm giác là nó tăng độ nét lên. Tuy nhiên là với cái texture như vậy thì nó sẽ tạo ra cảm giác là cái hình chúng ta nó bị noise, cho nên là nhớ masking nó lại, tức là nói với Lightroom là ok này, mày chỉ có thêm cái texture đó vào những cái vùng màu trắng này thôi, khi bạn để phím alternate và kéo thì nó sẽ hiện ra đó, thì nó sẽ tìm những cái nét thôi, cái vùng biên thôi đó. Thì đó là cái cách sử dụng, nhớ sử dụng mask nha. Tiếp theo là về cái màu da thì ở đây mình sử dụng cái color phía bên này vào màu cam. Đây em ta chỉ việc tăng nhẹ lên để cho nó hơi trắng sáng lên chút xíu, và hồng lên chút xíu, có thể là giảm cái hue khoảng cỡ trừ mấy thôi, trừ 1, trừ 2, trừ 3 vậy thôi, đừng có nhiều quá, không nó nhìn nó giả lắm. Rồi chúng ta quay trở lại với cái phần basic đầu tiên này ha. Thì ở cái hình này các bạn có thể để ý trong cái bộ này á thì nó không bạn nhiếp ảnh gia bạn Dương Thùy Dương thì bạn không có chỉnh nó cố định, cho nên là khi mà chúng ta xem á, chúng ta nhìn như này ha, các bạn có thể bấm nút chữ Y ngắn để nó hiện cái thông tin này lên. Thì bạn có thể thấy là khi chúng ta qua những cái hình khác nhau thì những cái thông số này nó bắt đầu nó giảm đi, nó khác nhau. Và những cái tốc độ các bạn có thể thấy là đây là 1/320, và khi chúng ta qua đây á thì tốc độ nó lại tăng lên, tức là nó sang hơn một chút. Tốc độ ở đây nó lại chậm đi chứ. Ở đây chậm đi thì cái ánh sáng nó sáng hơn. Cho nên là khi mà chúng ta chỉnh những cái basic này xong á, chúng ta sync, tức là chúng ta đồng bộ qua những cái ảnh khác, thì nhớ chỉnh lại cái exposure sao cho nó vừa ý. Thì đây đối với một cái mẹo nhỏ khi chúng ta chụp ảnh ngược sáng như thế này á, đầu tiên là chắc chắn là phải chụp raw rồi. Thứ hai nữa, để cho hình chúng ta đẹp á thì nó có ba cái điều kiện sau: một là mẫu phải xinh, thứ hai mẫu phải rất xinh, và thứ ba là mẫu phải cực kỳ xinh. Đó, thì lúc đó là cái hình chúng ta cực kỳ đẹp luôn. Thì đây có một cái thứ hai nữa là cái histogram trong cái hình cái máy chụp của các bạn á. Các bạn để ý là khi chúng ta chỉ chụp cái hình ngược sáng như vậy á thì luôn luôn là nhớ để cho nó đừng có chạm ngưỡng tối quá, tại vì nhiều bạn chụp xong chỉ nhìn histogram thấy nó mình mẫu nha. Nhìn nó như kiểu như thế này nè, thì lại bảo là ok là vậy về chỉnh lại. Tuy nhiên đối với mình á, hình bị cháy sáng kéo ngược về lúc nào cũng đẹp hơn so với lại hình tối kéo sáng lên. Cho nên á, nhớ chụp làm sao để chúng ta nó thiên về phần sáng nhiều hơn và phần tối nó ít thôi, để chúng ta có thể kéo lấy lại. Tương tự như thế này, như trong cái bộ ảnh này các bạn có thể thấy là bạn Dương Thùy Dương bạn chụp rất là chuẩn rồi. Những cái việc này là chúng ta rất là dễ chỉnh, và khi chỉnh xong nó cũng lung linh hơn nữa. Thì đó là cái kinh nghiệm của một thằng chỉnh ảnh, còn chúng ta kết hợp với lại kinh nghiệm của một người chụp hình nữa thì nó càng tuyệt vời hơn thôi.
Rồi đây chúng ta quay trở lại phần basic ha. Thì ở phần basic này thì chúng ta chỉ cần tăng contrast và giảm highlight đi một chút xíu để chúng ta lấy lại cái vùng highlight. Tiếp theo vibrant chúng ta tăng lên để chúng ta lấy cái màu. Và white, cái black tức là cái vùng tối này chúng ta kéo xuống để chúng ta lấy cái vùng chi tiết vùng tối. Phần shadow này chúng ta sẽ lấy lên một chút xíu để lấy cái những cái chi tiết vùng tối lên luôn ha. Phần white là những cái phần này. Thì đặc biệt cái phần white này các bạn có thể để ý khi mà mình giảm xuống á. Giảm xuống thì cái phần trắng nó cũng sẽ giảm xuống theo. Tuy nhiên ở đây chúng ta cần phải điều chỉnh histogram sao cho nó hợp lý. Ví dụ như ở đây, khi mà mình giảm histogram xuống, các bạn thấy là khi tới một cái ngưỡng nào đó thì bắt đầu những cái chi tiết nó bị sụt xuống. Những cái sụt xuống như thế này á, tức là cái chúng ta đang làm bị mất cái pixel đi, tức là ảnh ta bị mất chi tiết đi. Cho nên là khi chúng ta kéo xuống á, giảm sáng thì cái phần white này vô này, cái nút white này thì chúng ta kéo làm sao để cho cái này thì cái histogram nó không bị sụp xuống như thế này ha, tới cái ngưỡng nào đó mà nó vừa đủ thôi. Đó, tới đây là chạm ngưỡng rồi, đừng có xuống hơn nữa là nó bị hư hình. Có thể là mắt chúng ta không để ý đâu, nhưng mà về bản chất thì nó là có. Rồi đây thì chúng ta có thể thấy là nó vẫn tương đối tối, ở đây mình có thể tăng sáng lên. Tại vì đằng nào nó cũng cháy rồi mà, mình cho cháy hơn cũng được, có vấn đề gì đâu. Đó, tăng sáng lên thôi. Rồi, tiếp theo là cái term, tức là cái nhiệt độ màu. Ở cái nhiệt độ màu á, thì nhiều bạn newbie chúng ta mới chỉnh á, thì đa phần nói đến chỉnh ngược nắng, này, chỉnh ngược sáng này nọ, chỉnh màu nắng các kiểu á, là cái y như rằng automatic là kéo cái màu chúng ta nó vàng khè lên, là màu cam gì đó. Tuy nhiên đối với mình á, chúng ta cố gắng hạn chế cái việc này và chúng ta làm cho ánh sáng nó dễ chịu nhất có thể. Ví dụ như là nó thiên về màu xanh chẳng hạn thế. Thì cho nên khi chúng ta kéo xuống á, thì ánh sáng nó trở về ánh sáng trắng và tất cả những cái này nó hơi có một chút ám xanh. Thì nhìn nó sẽ gọi là nó dễ chịu hơn so với việc là chúng ta để nó ám vàng đúng không? Rồi, đó là sau khi chúng ta chỉnh xong. Đây có thể là mình sẽ tăng sáng hơn chút xíu nữa thôi. Rồi, đây là trước này, đây là sau. Mình có thể bấm chữ Y dài, chúng ta có thể thấy là đây là trước hay đây là sau. Thì đây có thể là chúng ta chỉnh không có nhiều. Tuy nhiên việc này có thể làm cho cái hình chúng ta nó tốt hơn. Đây mình vừa chỉnh tăng cái clarity lên một chút xíu cho nó nét hơn chút xíu. Rồi đây thì tất cả những hình khác cũng vậy ha. Chỉnh xong hình này rồi, bấm qua những hình khác và bấm sync thì synchronize thì nó sẽ tự động nó copy qua. Như mình đã nói ngay từ đầu, đó, ở đây khi bức hình này nó tối tối hơn so với lại bức hình thứ hai. Cho nên là ở bức hình thứ hai này nhớ chúng ta giảm đi sao cho nó vừa ý. Đó thì đại khái là như vậy. Và đây mình sẽ chỉnh cái hình đầu tiên này ha. Mình sẽ export ra. Cũng lưu ý luôn là với những cái ví dụ như là bạn chỉnh bên Photoshop thì các bạn có thể làm tương tự với trên Camera Raw. Tất cả những cái thông số kéo như này, exposure, contrast, highlight, shadow, white, black gì nó thì bên Camera Raw nó y chang. Cho nên là các bạn đừng có sợ là tại sao mình sử dụng Lightroom ở đây mà máy các bạn không cài Lightroom. Yên tâm đi, trong Photoshop thì nó có sẵn rồi, không cần phải lo cái vấn đề đó. Ở đây mình đã export ra, ok, mình export xong rồi, mình tạm thời mình tắt này đi. Rồi, ở đây mình có cái file mình vừa với export ra. Đây mình có CC2015 và CC2017, ở đây mình sử dụng CC2015. Đơn giản là mình thích thì mình dùng thôi, nhưng không có gì gọi là phải cứ phải dùng mới cả. Nhưng mà thực ra là đối với mình á, mình sử dụng CC2017 trên máy của mình thì nó có cảm giác là nó hơi lag. Và đối với mình thì cái bản nâng cấp CC2017 nó chưa có thực sự đáng giá để mình gọi là tốn cái dung lượng máy tính hay là tốn tài nguyên vào cho nó cả. Rồi đây, với chúng ta chỉ cần chỉnh lại chút xíu ha. Đầu tiên á, mình sẽ nhân đối lên bằng phím Ctrl J. Phím J là phím giữa chữ H và chữ K đó, là chữ J đó. Thì đây mình sẽ tăng cái contrast lên một chút xíu. Mình sẽ sử dụng cái contrast này ha. Blend, sử dụng cái New Adjustment Layer phía dưới này và tăng contrast lên. Khi chúng ta tăng contrast lên, khi chúng ta kéo này, các bạn thể để ý là hình như là kể cả màu nó cũng bị tăng lên. Đúng không? Này nó bị nhạt đi nè, đậm hơn này. Đó. Cho nên là khi chúng ta kéo lên rồi á thì chúng ta sẽ chuyển cái blending mode của cái contrast này, chúng ta chỉnh là luminosity, tức là chúng ta chỉ cần chỉnh tới cái ánh sáng thôi. Đó, các bạn có thể thấy là trước này, đó, màu nó rực hơn. Khi chúng ta chỉnh cái luminosity thì tự động màu nó sẽ bình thường trở lại, và đây chúng ta có thể thấy là chúng ta chỉ tác động đến ánh sáng thôi. Và cái việc này nó sẽ làm cho hình nó ổn hơn. Rồi, thì đó là về cái contrast. Tiếp theo là về cái có thể là mình sẽ tăng contrast đặc biệt cho vùng mắt này ha. Vùng mặt á, thì đây mình sử dụng Lasso Tool và mình sẽ chọn cái chi tiết vùng mặt như thế này và mình sẽ bôi quanh và mình bấm chuột phải chọn filter. Ở đây filter thì mình sẽ để nó khoảng cỡ 500 hay là 400, 300 gì đó tùy hình của các bạn.
Đây mình cũng sử dụng contrast luôn và mình sẽ tăng contrast lên đặc biệt cho vùng mặt này để cho mặt nó rõ, mặt của mẫu rõ hơn. Đây mình cũng để tương tự là luminosity. Rồi. Ở đây là mình đã có cái hình này rồi ha, xong rồi ha. Tiếp theo là chúng ta sẽ tăng cái màu. Có thể thấy là màu nó lên chưa đủ lắm cho nên là mình sẽ tăng màu lên bằng cách sử dụng là vibrant, adjustment vibrant. Mình sẽ tăng không, chúng ta không tăng saturation. Mình sẽ tăng vibrant để nhìn cho nó nhẹ nhàng hơn và nhìn nó đậm đà, nó dễ dễ chịu hơn. Rồi, sau khi xong rồi thì mình sẽ tăng cái màu môi này lên. Ở đây mình sẽ sử dụng lasso tool luôn và mình sẽ tạo chọn cái vùng môi. Và ở đây cái vùng môi nó nhỏ hơn so với lại cái vùng da mặt cho nên là chúng ta bấm chuột phải và filler ở đây mình chỉ để khoảng cỡ 20 chẳng hạn thế. Chúng ta chọn filler xong thì nhớ xem lại cái vùng chọn cho nó vừa ý nha, tại vì tùy cái kích thước của hình nữa. Kích thước của hình các bạn bé thì để filler 20 nhiều khi nó chọn có tí xíu thôi, nó ra phải chỉnh lại. Đây mình sẽ sử dụng hue để chúng ta tăng cái vùng môi này lên. Tăng cho nó đỏ đỏ lên, nhìn cho nó đậm nét hơn. Rồi. Tiếp theo là mình sẽ làm cho nó cái vùng mắt này nó long lanh hơn. Ở đây mình sẽ tạo ra một layer mới, các bạn có thể bấm là Ctrl Shift N, N thấp á và ok. Ở đây mình sẽ có một cái new layer, layer mới này ha, hoặc các bạn bấm vào nút new layer dưới này cũng được, hoặc các bạn vào layer new layer cũng được, không có gì, dễ mà. Chúng ta vào edit ha, fill, hoặc các bạn chọn là Shift F5, bấm Shift F5 thì nó cũng ra cái bảng fill. Ở đây các bạn sẽ chọn là 50% gray, tức là 50% màu xám, là click ok một cái, nó là fill màu xám. Ở đây thì các bạn sẽ chỉnh cái blending mode thành soft light. Riêng cái vùng này thì cái layer này thì mình sẽ chỉnh cái độ mà độ cho mắt ha. Tùy cái ví dụ là các bạn là đeo len thì cái việc này nó sẽ cực kỳ dễ và nó sẽ long lanh hơn so với những người mà không đeo len, tại vì ngược sáng thì nhiều khi là cái mắt nó bị đục đi á, và cho nên là có thể là màu nâu nó sẽ thành như một cục màu đen thì nhìn nó sẽ không có được đẹp lắm, thì có thể chỉnh lại bằng cái bước này. Ở đây mình đang sử dụng cái dot tool, nó là mình làm cho nó sáng hơn, và sử dụng cái burn tool để làm tối đi những cái vùng mắt phía ngoài này để mắt ra nó sâu hơn, đậm hơn và nó đẹp hơn, kể cả vùng lông mày. À, tại sao người ta lại gọi là lông mày nhỉ? Rồi, ở đây mình đã chỉnh xong cái vùng mắt để bật tắt đi, các bạn thấy là chúng ta đã làm ra khác khá nhiều đấy. Chúng ta có thể chỉnh qua overlay, để overlay thì nó sẽ tăng cái contrast nó mạnh hơn so với soft light. Soft light mình chỉnh xong có thể giảm opacity đi chút để nhìn cho nó đẹp hơn. Rồi tiếp theo, một cái bước không thể nào mà chúng ta bỏ qua được mà nhiều người vẫn bỏ qua, đó là cái bước là dot and burn, tức là tạo khối ở khuôn mặt. Đây mình cũng sẽ tạo một cái layer y chang là layer phía dưới này, cũng new layer này, xong cái shift F5 này, xong cái 50% xám, click ok. Ở đây mình cũng để là soft light. Và đây mình sẽ sử dụng dot and burn để chúng ta dot burn nguyên cái khuôn mặt luôn. Đây, burn này mình sẽ làm tối đi ha, tức là mình sẽ đánh khối lại. Tại vì như các bạn biết là khi chúng ta làm cái khuôn mặt á, chỉnh chỉnh chụp hình mà nó chụp hình ngược sáng á thì cái khuôn mặt chúng ta nó sẽ có cái độ contrast rất là thấp, cho nên là khi chúng ta làm xong chúng ta phải chỉnh nhớ dot and burn lại để mà khi mà chúng ta nhìn vô thì hình chúng ta nó sẽ có khối hơn. Ok ha, đây khối mình sẽ tạo đơn giản thôi. Cái cách tạo khối này các bạn thể coi trên cái tutorial cách tạo khối của mình, cách dot and burn, nó sẽ chi tiết hơn, rõ ràng hơn. Ở đây mình sẽ dot burn xong rồi mình sử dụng dot rồi mình làm cho nó sáng lên. Những cái vùng như là vùng má, vùng môi, vùng viền môi chẳng hạn thế, mình làm cho sáng hơn chút xíu. Đây. Vùng má nè. Mũi. Rồi. Thể vùng mũi thì mình làm hơi mạnh nhỉ. Mình sẽ Ctrl Z lại. Ok, vậy thôi. Ở đây các bạn thấy là chúng ta đã dot burn xong thì chúng ta có cái khối trên khuôn mặt thì nó sẽ đỡ hơn. Ở đây chúng ta sẽ filter blur để cho nó blur nhẹ ra một chút xíu. Nhìn cho nó nhẹ nhàng thôi chứ không có bị gắt quá. Mình sẽ giảm opacity đi. Để chúng ta cảm thấy nó vừa đủ là ok rồi. Rồi, ok. Vậy thôi.
Tiếp theo là mình sẽ còn làm gì đây nhỉ? Chúng ta tăng nét lên thôi. Đầu tiên là mình sẽ gom hết tất cả layer này lại trong một layer mới. Mình sẽ bấm Ctrl Alt Shift E. Ctrl Alt Shift E thì nó sẽ gộp tất cả lại, merge visible, nó tạo ra một cái layer mới, và cái layer này chính là gộp của tất cả layer ở dưới. Mình sẽ vào filter sharpen và mình sẽ sử dụng là smart sharpen đây nhỉ. Thì đây mình sẽ tăng ta sẽ tìm một cái chỗ rồi đó, mình sẽ tăng amount lên chút xíu cho nó nét hơn, và reduce noise mình sẽ để tí xíu thôi, radius cái vùng biên mình cũng làm vừa phải thôi, thì nếu tăng vùng biên lên đó thì các bạn thấy là nó bị kinh khủng kiểu vậy. Để nó khoảng cỡ không chấm mấy thôi, không chấm mấy pixel thôi. Rồi thể tắt bật review, thể thấy nhìn ở phía ngoài này nó rất là ít, nhưng mà mình không biết là bạn thấy không, nhưng mà đối với mình là mình thấy ở đây mình cảm thấy nó khá là đủ rồi. Ok rồi, thì đó là sau khi chúng ta đã chỉnh xong. Và những cái chỉnh ảnh ngược sáng này, đối với những ảnh RAW thì nó khá là đơn giản, và những cái bước thì nó y chang là cái bước từ nãy giờ mình đã làm. Nguyên một bộ như vậy, các bạn mỗi ảnh các bạn làm tương tự như vậy thôi, không có gì là khó khăn cả. Và bởi vậy, có một cái lưu ý nhỏ, đó là những cái phiên bản Lightroom hoặc là Camera RAW đời mới á, nó có cái chức năng là Dehaze. Thì nếu như các bạn chọn cái Dehaze đấy thì các bạn nhớ để ý cái vùng tóc này nha. Tại vì khi mà mình tăng Dehaze lên á thì nó sẽ giảm cái khử mù đi, tuy nhiên nó lại làm tăng contrast lên, cho nên là những cái phần tóc, phần tối như này nó đang bị chênh lệch sáng quá lớn á, thì chúng ta có thể là sẽ bị mất cái vùng tóc này, mất chi tiết vùng tóc này, nó bệt bệt lại. Thì nhớ là chúng ta đừng có kéo đi hay quá nhiều, ta để ý cái vùng tóc, những cái vùng tối và phía sau dưới tay là chẳng hạn thế, đừng để nó bệt thành một cái cục màu đen. Và bởi vì trong cái hình chúng ta đã mất cái vùng sáng rồi, cho nên là chúng ta đừng có để mất vùng tối nữa. Đó cũng là cái lý do vì sao mà mình nói các bạn kiểm soát cái histogram ngay từ đầu. Đó là chụp làm sao ngay từ lúc chụp là để nó thiên về hướng sáng nhiều hơn so với tối. Tối nó, thì mình có thể kéo lại, còn nếu như nó đã tối thui rồi chúng ta muốn đẩy lên thì nhìn nó sẽ rất là xấu so với sáng là kéo giảm xuống. Rồi thì đó là cái tutorial này, cảm ơn theo dõi tút này và nhớ để lại like, comment và subscribe nếu như các bạn muốn tutorial sau mình làm về chủ đề gì nhé. Nhắc lại chút, cái stock này các bạn có thể tìm ở cái phần link phía dưới phần description của video này hoặc là phần dưới phần comment. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào tutorial sau.